tức là ở ngoài đường kia. Nói chung là lúc đấy điên rồi, ở ngoài đường cứ có que, có dây hay có gì, miễn là thì có thể đánh được thì em vơi em đánh. Chứ không nhất định là em thử một cái gì thì em đánh cháu theo mức kiểu là nó là như kiểu một tra tấn thôi, đúng không? Như kiểu là một thói quen. Không phải là một cái roi đấy nhất định là phải để đây chuyên đánh mày. Thế là không có. Mà em cứ mở cửa ra hoặc là em nhìn thấy cái cành cây thì em cũng đánh nó bằng cái cành cây. Vâng. Vớ được cái đấy. Vâng. Còn mới chỉ vâng. Thế còn mới chỉ mục đích là chỉ tắt đe cháu chứ không phải là tra tấn cháu như kiểu hình ảnh nó chụp ở trên mạng. Em không biết là hình ảnh nó chụp ở đâu và chụp lúc nào và chụp có mục đích gì. Chiều 21 tháng 2, trong buổi trả lời phỏng vấn với phóng viên của A-Family, Hoàng Thị Thu Huyền, 34 tuổi, người mẹ bạo hành con gái 12 tuổi cho biết giờ đây mọi hành vi sai trái của cô đã có pháp luật xử lý. Tuy nhiên, người đàn bà 34 tuổi này mong muốn mọi người biết rằng việc con gái mình là Nguyễn HP bị Phạm Thanh Tùng sinh năm 1990, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, ép quan hệ tình dục, cô ta không hề hay biết. Theo lời kể của Huyền, hiện cô có 5 người con với 2 người đàn ông khác nhau, bé trai thứ 5 mới được 13 ngày tuổi. Cuộc sống hàng ngày của 5 mẹ con vô vàn khó khăn. Cách đây khoảng 3 năm, cô ta quen biết với Phạm Thanh Tùng, sau đó mỗi lần đi làm xa hoặc không về kịp, người đàn bà này nhờ Tùng đến chăm sóc con hộ. Chính vì thế Tùng thường đến nhà Huyền. Người phụ nữ này cho biết, vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, con gái Nguyễn HP kêu đau ở vùng kín và có những chất dịch lạ màu vàng. Đến ngày 18 tháng 1, cô ta đưa con đến bệnh viện và vào khoa phụ sản để thăm khám. Khi đến gặp bác sĩ, người mẹ này bảo con gái bị đau vùng kín. Tuy nhiên, khi lên đến bàn khám, HP lại bảo với bác sĩ chỉ bị đau bụng và đi vệ sinh xong thì hết đau. Về nhà, người phụ nữ này tiếp tục tra khảo con về việc tại sao lại không nói đúng sự thật về việc đau vùng kín thì chỉ nhận được sự im lặng từ con gái. Trước đó, một ngày, ngày 17 tháng 1, cô ta phát hiện con thường bỏ học hoặc đi học về nhà không đúng giờ. Tại kỳ thi vừa qua, môn vật lý của HP được 0,25 điểm. Sau đó, cô giáo bắt về nhà xin ý kiến của phụ huynh. Tuy nhiên, cháu P lại tự ký vào phần ý kiến của phụ huynh và nộp lại cho nhà trường. Theo lời kể của Huyền, do nhiều thứ bực tức dồn dập nên vào các ngày 17, 18 và 19 tháng 1, Huyền đã có hành vi đánh con gái. Đánh con xong, Huyền hỏi HP tại sao không nghe lời mẹ thì nhận được câu trả lời vì không thích. Chiều 21 tháng 2, trao đổi với thanh niên, một lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng, 31 tuổi, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và khởi tố Hoàng Thị Thu Huyền, 34 tuổi, về tội hành hạ con. Tùng bị bắt giam, còn Huyền được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, Huyền còn đang được hoãn xét xử một vụ án khác liên quan đến ma túy vì mới sinh con.